Jack và cây đậu thần. Ngày xưa có một cậu bé tên là Jack. Cậu sống với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ trong làng. Tuy gia đình Jack rất nghèo, nhưng Jack lại là một cậu bé lười biếng, không muốn làm gì cả. Tài sản duy nhất họ có là một con bò, mà nó đã già đến mức chẳng cho sữa được nữa. Biết rằng con bò không thể cho thêm sữa, mẹ Jack bảo cậu ra chợ đổi con bò lấy một ít tiền để hai mẹ con có thể trang trải cuộc sống. Jack, sao con không phụ mẹ một tay mà suốt ngày nằm đó vậy? Con bò nhà mình không có sữa nữa rồi, con mau mang nó ra chợ đổi lấy tiền về đây cho mẹ đi, nhanh lên. Dù rất khó chịu nhưng Jack vẫn nghe lời mẹ. Cậu bé dẫn con bò ra chợ để bán. Đi được nửa đường, Jack gặp một ông già kia. Ông ngỏ ý muốn mua con bò của Jack. Chào cậu bé, cậu đang dắt con bò đi đâu vậy? Dạ, cháu mang con bò này ra chợ để bán ạ. Vậy à, tiện đây ta cũng đang cần một con bò. Cậu không cần phải lặn lội ra đến chợ đâu, cậu có thể bán nó cho ta. Thật vậy sao? Vậy ông trả cháu bao nhiêu cho con bò này vậy ạ? Cậu bé, ta không có nhiều tiền, nhưng ta sẽ đổi những hạt đậu thần này lấy con bò của cháu. Đây không phải là hạt đậu thường đâu nghe, mà là hạt đậu thần đó. Cháu hãy trồng nó vào buổi tối nay, và sáng mai nó sẽ mọc cao đến tận trời xanh. Nhưng làm sao cháu có thể tin ông được? Thôi được, cháu mang những hạt đậu thần này về. Nếu mai không thấy nó mọc lên, hãy quay trở lại đây tìm ta. Jack đồng ý luôn. Một phần vì nghĩ rằng nếu cần vẫn lấy được con bò vào ngày mai, một phần cũng vì chú bé lười đi ra chợ. Jack mang hạt đậu thần về nhà, bị mẹ mắng cho té tát vì việc mang đổi một con bò lấy một hạt đậu vô giá trị. Con làm cái gì thế hả? Làm gì có chuyện hạt đậu thần trên thế gian này? Con đã lười biếng, bây giờ con đánh mất cả con bò của mình nữa. Chúng ta lấy gì mà sống đây Jack? Con nói cho mẹ biết đi. Thiệt tình à? Bà cầm những hạt đậu trên tay và ném nó thẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ ngày sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hóa ra đó là hạt giống cây đậu thần thật. Chỉ trong một đêm, hạt giống mà mẹ Jack vứt ra vườn đã phát triển thành một cây đậu khổng lồ cao tiếp lên tận trời xanh. Jack tò mò leo lên trên cây. Leo mãi, cậu leo không ngừng. Leo mãi thì cuối cùng Jack cũng đến tận trời. Trước mắt Jack lúc này là một khung cảnh kỳ diệu như trong mơ. Giữa những đám mây trắng xóa là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Jack mệt vì leo quá lâu và cũng đói bụng vì cậu chưa ăn gì từ tối qua. Cậu đến gần và gõ mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bỗng nhiên bật tung ra. Jack tò mò bước vào trong. Cậu bé hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự nguy nga tráng lệ của tòa lâu đài cùng những đồ vật khổng lồ nơi đây. Cậu bé mải mê nhìn ngắm. Cậu đi từ phòng này sang phòng khác, rồi Jack đến gần một căn phòng. Chú bé nghe thấy có tiếng gì đó trong căn phòng. Jack mở hé cửa, và những gì Jack nhìn thấy thực sự đã khiến chú bé hoảng sợ. Đó là một căn bếp. Jack mở cửa thấy một tên khổng lồ đang bài dao, và đằng sau là một phòng giam. Ở trong có một người đang ngồi than khóc. Sau đó hắn nhấc người đó ra khỏi phòng giam, khiến người này càng kêu gào thảm thiết hơn. Hình ảnh này làm Jack thực sự hoảng sợ. Jack vội đóng cửa và chạy trốn sang phòng khác. Lần này Jack đến phòng khách, chú thấy một con gà đang nằm trên bàn. Chưa kịp định thần thì Jack nhận thấy mặt đất như rung chuyển. Tên khổng lồ đang đến gần chỗ của cậu. Jack liền nhanh trí trốn vào lò sưởi. Kỳ lạ, tại sao ta lại ngửi thấy mùi người lạ ở đây nhỉ? Những đứa khác đã bị nhốt hết rồi còn đâu. Nhìn xung quanh không thấy ai, tên khổng lồ tự nhủ rằng mùi của bữa ăn tối qua của hắn vẫn còn dương trong phòng. Tên khổng lồ nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó quay sang nói với chú gà nằm trên bàn. Gà ngoan, ngồi đây và đẻ trứng cho ta nha. Sau đó tên khổng lồ quay lưng bước đi. Khi hắn ta ra khỏi phòng, Jack liền chui ra khỏi chỗ nắp và leo lên trên bàn. Jack thấy con gà nằm trên bàn đã đẻ ra một quả trứng vàng. Thật kỳ diệu, chỉ cần có con gà đây thì ta không cần phải làm gì nữa mà vẫn có thể sống sung sướng rồi. Jack vội vàng lấy chú gà đẻ trứng vàng rồi nhanh chóng rời khỏi lâu đài, chạy về phía cây đậu thần. Sau đó Jack về nhà, giấu con gà thật kỹ trong phòng rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Jack về phòng,
Cậu bé rất ngạc nhiên khi không thấy con gà đâu hết. Cậu liền ra ngoài hỏi mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ có thấy chú gà con để ở trong phòng không vậy? Jack à, con đã về rồi đấy hay sao? Con bắt con gà, sao mà không nói gì với mẹ? Đúng lúc nhà mình chẳng còn cái gì để ăn, mẹ đã làm thịt nó rồi, nó ở kia kìa. Quá ra lúc trước, khi mẹ Jack đi ngang qua phòng, bà nghe thấy tiếng gà kêu. Đúng lúc nhà không có gì để ăn, nên bà đã làm thịt con gà này. Ôi không mẹ ơi, đó là con gà để trứng vàng con mới mang về đấy. Sao mẹ lại làm thịt nó chứ? Gà để trứng vàng? Con đang nói gì vậy? Mọi chuyện là thế nào chứ? Jack kể lại cho mẹ toàn bộ câu chuyện từ lâu đài nguyên nga tráng lệ của người khổng lồ trên ngọn cây đầu thần đến việc con gà đẻ trứng vàng. Jack à, lấy đồ của người khác không phải là một việc làm tốt đâu. Con không được làm như vậy, có nghe chưa? Đó không phải là một điều mà một đứa trẻ tốt nên làm đâu. Vâng, thưa mẹ. Jack đồng ý với mẹ mình, nhưng thực ra cậu bé chỉ nói như vậy để mẹ đỡ trách mắng. Nhưng trong tâm trí của cậu vẫn luôn nghĩ về lâu đài rất nhiều vàng bạc trên cây đầu thần. Đói quá, đợt này nhà mình lại hết tiền rồi. Hay là lên kia lấy một chút vàng vậy? Sau đó nhất định mình sẽ không lên đó nữa. Nghĩ vậy, Jack lại leo lên cây đậu thần để lên trên trời để lấy một chút vàng bạc châu báu trong lâu đài đó. Lần này, do đã quen thuộc đường đi, rất nhanh chóng, chú liền đi khắp phòng lấy những đồ vật đẹp nhất của cung điện. Tuy nhiên, khi đi qua phòng khách, chú lại thấy người khổng lồ nói với cái đàn hạt. Ba la, hãy chơi nhạc cho ta. Ngay lập tức, chiếc đàn lập tức phát ra những âm thanh du dương làm nao lòng người nghe. Thấy chiếc đàn rất hay mà lại còn được làm bằng vàng, Jack ngay lập tức muốn lấy nó cho riêng mình. Jack núp ở một chỗ, đợi tên khổng lồ đi khỏi rồi lẻn vào phòng. Nhưng Jack không tưởng tượng được rằng, ngay khi Jack vừa chạm vào cái đàn thì nó hét toáng lên. Hả? Ông chủ, có ai đang lấy trộm tôi? Ông chủ à? Ngay lập tức, tên khổng lồ xuất hiện và tóm gọn Jack. Đây rồi, đồ hỗn xược. Ngươi chính là người ăn trộm con gà của ta. Hôm nay ta phải làm thịt ngươi cho hả giận. Tên khổng lồ tóm được Jack, hắn nhốt cậu bé vào một buồng giam để chờ tối đem thịt. Xin ông hãy tha cho cháu. Cháu trót dại nên đã lấy đồ của ông. Cháu sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn để bù đắp lại cho ông ạ. Cháu xin lỗi mà. Ông ạ. Bù đắp? Ngươi có làm cả đời cũng không bù đắp được. Hãy chờ đó. Ngươi sẽ là bữa tối của ta. Mặc cho cậu bé xin lỗi rối rít, hắn vẫn không buông tha. Hắn lạnh lùng quay lưng bước đi. Còn lại một mình, Jack tự trách bản thân. Chú bé quá lười biếng và tham lam, muốn lấy những thứ không phải của mình. Tất cả là do mình. Mình quá tham lam, muốn có được những thứ không phải của mình. Không do mình làm ra nên bây giờ mới bị như vậy. Nhưng đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, mắt cậu bé sáng lên. Tên khổng lồ đã quá bất cẩn, nhốt chú bé vào một buồng giam của người lớn. Jack thử chui người qua song sắt, và cuối cùng chú bé chui lọt. Chú bé nhanh chóng co cẳng chạy. Tuy nhiên, tên khổng lồ cũng đã đề phòng trước. Hắn đặt chiếc đàn ở ngoài để canh cửa. Thấy Jack chạy ra ngoài, nó liền thông báo với chủ nhân của mình. Ông chủ, tên trộm chạy trốn mất rồi, ông chủ ơi. Jack chạy thật nhanh ra ngoài và tìm đến cây đậu thừng để leo xuống dưới. Đứng lại, tên trộm hỗn xược, khôn hồn thì đứng lại. Jack cuối cùng cũng đến được ngọn cây đậu thừng để đỡ vướng bận. Jack đã vứt tay nải đựng đồ ăn trộm của mình đi và leo thật nhanh xuống dưới. Khi Jack chạm đất, cậu đi tìm ngay chiếc rìu và cố hết sức chặt cây đậu thần. Cây đậu bị đổ và ngã kênh ra đất. Người khổng lồ bị tuột tay và hắn bay đi đâu không hề ai biết. Chỉ biết rằng Jack không bao giờ gặp lại tên khổng lồ ấy. Sau bao nguy hiểm và thậm chí còn suýt chút nữa mất mạng, Jack cuối cùng cũng đã nhận ra rằng tham lam và lười biếng không bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp. Để thoải mái với cuộc sống của mình, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, phải lao động thật cần cù. Từ hôm đó, Jack suốt ngày chăm sóc khu vườn và giúp đỡ mẹ làm việc. Chẳng mấy lâu sau, họ trở nên giàu có hơn, và Jack cùng mẹ mình sống vui vẻ đến mãi về sau.